Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các app điện tử cũng như trên hệ thống website của IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối hôm nay, sứ quân viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Chính phủ Hoa Kỳ lập kế hoạch dự phòng cho việc đường sắt đóng cửa. Mary Petola, thổ dân Alaska đầu tiên được bầu vào quốc hội, tuyên thệ nhậm chức. Sisi thăm Qatar khi Ai Cập tìm cách củng cố quan hệ tài chính sau đợt tẩy chay. Gói bom phát nổ ở trường đại học Boston khiến cho một người bị thương. Ít nhất một người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở Haiti. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên từ Hoa Kỳ qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Chính phủ Hoa Kỳ lập kế hoạch dự phòng cho việc đường sắt đóng cửa. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba đã đưa ra các kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm giao hàng hóa thiết yếu trong trường hợp hệ thống đường sắt của Hoa Kỳ ngừng hoạt động, đồng thời thúc ép các ngành đường sắt và công đoàn đạt được một thỏa thuận để tránh tình trạng đóng cửa, làm ảnh hưởng đến dịch vụ vận tải và hành khách. Việc đóng cửa tiềm năng có thể xảy ra sớm nhất vào hôm thứ Sáu, có thể phong tỏa gần 30% các chuyến hàng vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ, gây ra lạm phát, cản trở nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu, khiến nền kinh tế Hoa Kỳ bị thiệt hại khoảng 2 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày và gây ra các tai họa về giao thông vận tải. Các tuyến đường sắt bao gồm Union Pacific BNSF của Berkshire Hathaway, CSX và Norfolk Southern phải đến một phút sau nửa đêm hôm thứ Sáu để đạt được các thỏa thuận dự kiến với ba nghiệp đoàn cố định đại diện cho khoảng hơn 60.000 công nhân. Nếu các thỏa thuận không đạt được, có thể xảy ra các cuộc đình công của nghiệp đoàn hoặc các cuộc bãi công của người sử dụng lao động. Nhưng các công ty đường sắt và nghiệp đoàn cũng có thể đồng ý ở lại bàn thương lượng hoặc Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ lãnh đạo có thể can thiệp bằng cách kéo dài các cuộc đàm phán hoặc thiết lập các điều khoản dàn xếp. Sự thúc đẩy của chính quyền Tổng thống Joe Biden diễn ra khi các nhóm thực phẩm, năng lượng, xe hơi và bán lẻ yêu cầu Quốc hội can thiệp, nói rằng việc đóng cửa đường sắt có thể đe dọa mọi thứ từ nguồn cung cấp ngũ cốc toàn cầu cho đến các chuyến hàng liên quan đến mua sắm và các dịp lễ sắp tới. Vẫn tin tức liên quan tới Hoa Kỳ, Mary Petola, thổ dân Alaska đầu tiên được bầu vào quốc hội đã tuyên thệ nhậm chức. Mary Petola, cựu nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt điền vào ghế Hạ viện Hoa Kỳ tại Alaska, tuyên thệ nhậm chức, trở thành người bản địa Alaska đầu tiên đại diện cho tiểu bang trong quốc hội. Bà đã đánh bại cựu thống đốc đảng Cộng hòa Sarah Palin với 51.47% so với 48.53%. Bà Palin lại được biết đến rộng rãi sau cuộc tranh cử phó tổng thống không thành cùng với ông John McCain hồi 2008. Còn bà Petola sẽ kết thúc phần còn lại của nhiệm kỳ của đại diện đảng Cộng hòa Don John, người đã qua đời vào đầu năm nay và đối mặt với cuộc bầu cử lại vào ngày 8 tháng 11. Bà cũng là người Alaska bản địa đầu tiên đại diện cho tiểu bang mà gần 20% dân số là người bản địa, là tỷ lệ cao nhất tại Hoa Kỳ. Chiến dịch tranh cử ghế Hạ viện của bà Pauline là lần đầu tiên bà tranh cử chức vụ công sau khi ông McCain qua đời. Bà được xem là người giúp đỡ mở ra cánh cửa cho cánh vừa cực hữu của đảng Cộng hòa. Trên trang web chiến dịch tranh cử của bà Petola được coi là phát súng tốt nhất của Alaska trong việc ngăn chặn kẻ cực đoan chiến thắng. Bà nhấn mạnh tình trạng của bà là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này mà không phải là triệu phú. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên diễn ra theo hệ thống lựa chọn có xếp hạng mới của tiểu bang, với các cử tri liệt kê những ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên trên lá phiếu. Ứng cử viên phải đạt 50% số phiếu để được tuyên bố là người chiến thắng. Sisi thăm Qatar khi Ai Cập tìm cách củng cố quan hệ tài chính sau đợt tẩy chay. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Qatar vào hôm thứ Ba, lần đầu tiên kể từ khi Cairo và Doha khôi phục quan hệ vào năm ngoái sau những rạn nứt ngoại giao trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ai Cập tìm cách hỗ trợ tài chính và đầu tư nhiều hơn nữa để giải quyết cú sốc kinh tế do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Chính phủ Ai Cập cho biết ông Sisi sẽ thảo luận các vấn đề song phương và khu vực với nhà cai trị Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người đã đến thăm Ai Cập vào tháng 6.
Ai Cập, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã tẩy chay Qatar từ năm 2017 vì cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố, một cáo buộc ám chỉ các nhóm Hồi giáo mà Qatar bác bỏ. Một thỏa thuận chấm dứt xung đột đã được ký kết vào đầu năm ngoái, sau đó Qatar và Ai Cập đã nhanh chóng tiến hành xây dựng lại quan hệ. Hai nguồn tin ngoại giao Ai Cập cho biết, trong chuyến thăm của mình, ông Sisi sẽ gặp các công ty Qatar và Hội đồng Kinh doanh Ai Cập Qatar. Áp lực tài chính đối với Ai Cập tăng mạnh sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine vào tháng 2 do việc đầu tư vào các danh mục đầu tư bị loại bỏ, doanh thu du lịch bị giảm và giá hàng hóa toàn cầu đang tăng. Cairo đã đàm phán về một khoản vay mới với Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong vài tháng. Cả UAE và Ả Rập Saudi gần đây cũng đã đầu tư vào Ai Cập thông qua các quỹ tài sản có chủ quyền của họ. Gói bom phát nổ ở trường đại học Boston, một người bị thương. Theo tin từ cảnh sát, quả bom đã phát nổ tại trường đại học Northeastern University tại Boston vào thứ Ba, gây thương tích không nguy hiểm tới tính mạng cho một người. Theo đài truyền hình WCVB, người bị thương là nhân viên trường đại học đang mở gói hàng thì nó bất ngờ phát nổ. Theo sĩ quan của sở cảnh sát Boston, họ đã được gọi đến ngay sau 7 giờ tối. Ông Watson đã nói đội gỡ bom của cảnh sát, sở cứu hỏa Boston và dịch vụ y tế khẩn cấp nằm trong số những cơ quan đang điều tra vụ này. Cảnh sát trưởng thông báo trên Twitter những lớp học buổi tối bị hủy. Hiện nay FBI tiếp tục hỗ trợ giới chức địa phương để điều tra sự việc. Có ít nhất một người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở Haiti. Bạo lực bùng phát tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào hôm thứ Ba khi súng đạn nổ ra. Các chốt chặn đường và vỏ xe bị đốt cháy được đặt dọc các đường phố và những người biểu tình đã ném đá để phản ứng giận dữ với dự kiến tăng giá nhiên liệu mới và tội phạm. Các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Bạo lực băng đảng kinh niên đã khiến phần lớn lãnh thổ của Haiti nằm ngoài tầm với của chính phủ và bùng phát các cuộc chiến đẫm máu giữa các băng nhóm đối thủ đã khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người phải di dời. Hình ảnh của Reuters từ thủ đô cho thấy những người biểu tình mang thi thể của một người đàn ông tại cuộc biểu tình. Theo những người biểu tình, nạn nhân đã bị giết tại cuộc biểu tình. Người Haiti hiện đang chuẩn bị cho việc tăng giá nhiên liệu sau bài phát biểu vào hôm Chủ nhật của Thủ tướng Ariel Henry trong bối cảnh tình hình khan hiếm xăng dầu và dầu diesel ngày càng gia tăng, có thể buộc một số doanh nghiệp phải đóng cửa. Các nguồn tin cho Reuters biết, các nguồn dự trữ nhiên liệu của Haiti đã xuống thấp do các nhà nhập cảng nhiên liệu đang gặp khó khăn để trả các khoản trợ cấp, khiến giá nhiên liệu ở quốc đảo này ở mức thấp và do khó khăn trong việc thu mua Mỹ Kim từ ngân hàng trung ương. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây chúng tôi xin mời quý vị ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành với đài IBC. Kế đến đó là tin tức liên quan tới linh cữu của nữ hoàng rời Scotland để đến cung điện Buckingham ra sao. Trung Quốc cho biết họ phát giác đột biến của Omicron mới và phong tỏa luôn ở thành phố Tam Hà. Ít nhất 10 người mắc kẹt trong tòa nhà bị sập tại Sheldon và nhiều bản tin nổi bật khác từ Việt Nam. Kính mong quý khán giả đón xem trên đài IBC.